2007 nhóm SUV giá trên 10 tỷ đồng là sân chơi của những chiếc SUV hạng sang là Range Rover, xen kẽ những siêu SUV như Lamborghini Urus hay Bentley Bentayga. Nhưng kể từ cuối năm 2018, nhóm này có thêm đại diện từ thương hiệu ngôi sao ba cánh là Mercedes-AMG G63. Các bạn thân mến, G-Class được hãng xe nước Đức thiết kế để chinh phục mọi địa hình hiểm trở. Hơn 40 năm tồn tại, G-Class nhận được khá nhiều danh xưng như là vua địa hình, ông hoàng Obras, mãnh thú sa mạc, chiến binh biệt dã và SUV tốt nhất thế giới. Vậy đâu là lý do mà sau hơn 2 năm có mặt tại Việt Nam, Mercedes-AMG G63 thế hệ mới ngày càng trở nên phổ biến, mặc dù hiếm vị chủ nhân nào ở Việt Nam mang chúng đi Obras? Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng Hoài Thương và tạp chí Siêu Xe tìm hiểu về chiếc xe này nhé. Những chiếc G-Class đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào đầu những năm 1990, khá nhiều phiên bản G-Class đã lăn bánh tại Việt Nam như là G350, G500, G55, G63 hay là G65 nhưng số lượng không nhiều. G-Class khi ấy có khoang nội thất chưa đủ sự sang trọng về hệ thống treo cứng cáp phục vụ Obras nên rất cứng và sốc khi sử dụng trong thành phố hay trên đường cao tốc. Cùng với đó là kiểu dáng vuông thành sắc cạnh tạo nên phiên bản sắc vẫn mãi trường tồn suốt các đời xe. Phần lớn các đặc điểm của xe thiên về một chiếc SUV việt dã cứng cáp, bền bỉ và vượt địa hình tốt. Chính vì những điểm mạnh có phần cực đoan ấy, G-Class thế hệ cũ về cơ bản chỉ dành cho những người yêu thích Obras, thích một chiếc SUV việt dã đúng nghĩa. Người dùng Việt không có thói quen mua xe tiền tỷ với nội thất phong cách cũ kỹ, đó cũng là lý do mà ở thế hệ cũ, G-Class không được ưa chuộng tại Việt Nam. Chiếc G-Class thế hệ mới đầu tiên có mặt tại Việt Nam vào cuối năm 2018 thông qua đại lý tư nhân. Sau hơn 2 năm, số lượng G-Class đời mới lăn bánh tại Việt Nam đã vượt hơn 20 xe. Điều đặc biệt là tất cả G-Class thế hệ mới tại Việt Nam là bản G63 và phần lớn được nhập bởi doanh nghiệp tư nhân. Theo một người chuyên kinh doanh xe nhập khẩu, việc nội thất được thay đổi hoàn toàn kết hợp với mức giá hợp lý là từ 11 đến 12 tỷ đồng là yếu tố ăn khách của G63 tại Việt Nam. Từ đời 2019, nội thất của G-Class với những tiện nghi và trang bị ngang ngửa S-Class đã khiến chiếc xe được quan tâm nhiều hơn. Có thể nói Mercedes đã đúng khi biến một mẫu SUV thuần Việt dã thành một SUV hạng sang bóng bẩy chạy phố. Ngay lập tức, chiếc G-Class có những khách hàng mới. Nguyễn Quốc Cường, Minh Nhựa, Phan Thành cùng nhiều tay chơi nổi tiếng đều đang sở hữu G-Class. Trong giới showbiz Việt, ca sĩ Tuấn Hưng và Sơn Tùng MTP mới đây cũng vừa tậu G-Class. Có thể thấy những tay chơi này sẽ không sử dụng xe cho mục đích off-road hay việt dã ở những cung đường đất mà chúng sẽ xuất hiện trên đường phố nhiều hơn, thậm chí sẽ trở thành phương tiện di chuyển hàng ngày. Trước đây, đối thủ của G-Class thế hệ đầu tiên là Land Rover Defender khi cả hai đều mang phong cách SUV việt dã cực đoan. Nếu như Defender thay đổi hoàn toàn cả về thiết kế thì G-Class lại giữ gần như nguyên vẹn những đường nét bên ngoài và nâng cấp mạnh mẽ ở trang bị và nội thất. Những thay đổi mang tính sang trọng hóa khiến ông vua địa hình G-Class bỗng trở thành đối thủ nhiều mẫu SUV hạng sang và siêu sang như Lexus LX570, Range Rover Autobiography, Land Rover Urus hay Bentley Bentayga mà không phải là người anh Mercedes-Benz GLS. So với đối thủ, thiết kế của Mercedes GLS tạo được sự khác biệt, trong khi phần nội thất và tiện nghi đã không còn thua kém về sự sang trọng và đẳng cấp.